Phúc xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với video của Phúc. Hôm nay, Phúc nói lên về câu chuyện của Tường Lam. Thì câu chuyện Tường Lam đã quá xôn xao trên mạng cộng đồng. Nhưng ở đây, chúng em làm video này nói lên về Tường Lam thì chúng em không có sân si. Tường Lam là một đứa bé rất là thông minh, đứa bé rất là giỏi, chỉ số IQ cao. Nhưng ở đây, chúng em muốn nói lên câu chuyện là đằng sau Tường Lam có người đứng để mà dẫn dắt Tường Lam đi quá xa thì tội cho bé lắm của chú anh chị, đúng không? Tường Lam có giỏi, chỉ số IQ cao thì hãy để cho bé tự động phát triển theo não bộ của bé, cũng như là bé hướng Phật thì tự động để cho bé có tâm, có lòng hướng Phật theo cái tuổi, theo cái thời gian để bé phát triển thì não bộ của bé không bị cuồng. Chúng em lên tiếng nói để mà làm, để binh vực bé Tường Lam chứ không phải sân si Tường Lam nghe quý cô chú anh chị. Thì sau đây em mời cô chú anh chị nghe cái đoạn ghi âm của cái chú này muốn chia sẻ lên cộng đồng để biết rõ ràng câu chuyện sự thật đằng sau của Tường Lam có những ai thúc đẩy Tường Lam đi quá xa để mà nhằm đồng thời đạt được ý nguyện gì của chú anh chị. Thì em mời cô chú anh chị nghe đoạn ghi âm này nhé. Mời cô chú anh chị. Thì anh cũng xin vài 10 phút để mà anh gửi đến cộng đồng mạng nha em. Trước hết mình xin cũng gửi lời chào thiện hữu trí thức cũng như các cộng đồng mạng trên trong nước và ngoài nước xem chương trình về câu chuyện bé Tường Lam. Nội dung thì mình sẽ nói gọn. Thì trước hết thì nói chung là mình đưa ra ba cái tố chính. Thứ nhất là về ông Phú độc lạ Bình Dương, thứ hai già mẹ và bé Trường Lam, thứ ba là sư thầy ở chùa. Đó, nói về cái hiện tại là nói như về cái một là Phú độc lạ Bình Dương thì mình nghe ra mình có thể đủ hiểu đã là mang kinh độc lạ Bình Dương. Phú này là chuyên để tìm những cái độc lạ để mà đưa lên trên trang mạng xã hội, nhưng bên cạnh đó không phải là cái gì cũng gọi là độc lạ. Độc lạ một, nhưng mà cách diễn tả của Phú cũng như là cắt ghép lại làm cho nó bật lên gọi là cái gọi là độc lạ đó. Nhưng mà nói về hợp là cái hiện tại mà nói về em bé 4 tuổi đó mà thuộc Lào và bỗng nhiên ăn thuộc Lào kinh chú dạng trai đó, thì nhưng mà khi trải nghiệm và xét nghiệm lại là phải em bé 4 tuổi không là chính. Hai nữa, em bé tự nhiên để thuộc Lào là cái chú kinh ở trong đầu xuất hiện ra không học ai đó. Rồi cái thứ ba nữa là ăn chay, là ăn cơm với chuối, không ăn gì khác hơn, và uống nước suối. Mình kiểm chứng và mình để nhận xét là cái có đúng hay không đó. Chứ thật ra là về Phú á, là một người là làm kênh YouTube, có nghĩa là về nghề nghiệp đó. Đó, về nghề nghiệp, cho nên là Phú muốn để nêu bật lên cái câu chuyện để thu hút cho những người trên cộng đồng mạng mà xem đó, để mà like. Thì bên cạnh đó là đoán lý ra thì không có trách gì Phú. Phú tại vì nghề nghiệp mà Phú muốn nói sao cũng được, nói thêm nữa bớt thì cái chuyện đó là chuyện của Phú. Nhưng mà quan trọng nhất là cái người để dựng chuyện lên đấy, quan trọng nhất là người đưa tin lên đó. Nói riêng về cái phần Phú đó qua thì nói về phần là mẹ và bé Trường Lam, thì chính mẹ mẹ bé Trường Lam cũng có nói rằng là trước đây, cách đây là cũng là 1-2 năm trước đó, tính là mời là những kênh YouTube để quay lên đưa trên mạng, nhưng mà bà con kêu đăng lên đưa lên mà không đưa lên. Nhưng mà để xe này mới đưa định là mới mời Phú
Kinh Độc Lập Bình Dương để đưa lên. Thì mình tự xét đi, tự suy nghiên cứu kỹ đi. Cái thời điểm đó lúc bé nó còn nhỏ nữa, và cái sự mà thuộc chú á, thuộc kinh á, chắc có lẽ là chưa có thông thạo. Nhưng hôm nay nó chắc là bé đã thạo. Thì mẹ bé là mấy chủ là quyết định là mời là Phú Độc Lập Bình Dương để quay đăng lên cái clip này. Đó, cho nên là đăng clip lên là Ngọc là một bỗng nhiên một bé ăn chay, giàu nhưng là thuộc là kinh chú đó. Nhưng bên cạnh đó giờ mình xét khi á là chính là Phú hỏi và đồng thời là bé cũng trả lời. Bé trả lời là hỏi chứ ai là dạy con là sao, kiểu hô là con số con là Sinico, mà nó bé nói đi nó lại nói lộn xộn, mà hai nữa cuối cùng là Phú mới hỏi vậy chứ ai con là gì, hô là siêu cô nói con là lính của Phật, Phật Quan Âm, là đệ tử của Phật Quan Âm đó, sau này con sẽ làm đó, thì sau này con sẽ là Phật Như Lam đó. Như vậy thì bây giờ là hiện nay á, bây giờ bé nghe sư cô nói vậy thì bé đi đâu cũng nói là con là lính Phật Quan Âm, là tử Phật Quan Âm đó. Và bé cũng là dân và cũng là cao trào nói rằng là hợp sau này con sẽ thành Phật Như Lam. Cái chuyện đó bé nói thì bé nói vậy cái mình tin vậy à. Đó. Mà hai nữa là chính bé cũng nói là khi mà xem thuộc kinh đó thì mẹ của bé bắt toát đó, rồi là mẹ con cùng xem cùng học, nhưng mà cái tráo trở nhất là một người mẹ đó đó, giờ vậy là mẹ nói mẹ không thuộc, mẹ tìm tính kinh này kia, mẹ ấy này kia, mẹ tìm mẹ học này kia. Cái chiêu trò của mẹ Trần Lam là một người là có gọi là trí tuệ chứ không phải là người thường đó, là người có trí đó. Bởi vậy nha, khi mà đằng này mình có nghe một đoạn văn cũng hay hay, khi mà người có trí á, người có tâm mà không có, người có tâm mà không có trí á thì dễ bị lường gạt, người mà có trí mà không có tâm á thì sinh ra sợ cá đó. Cho nên là cái sự trí của mày mấy thằng làm thì rất cực kỳ quan trọng, nhưng mà đối với chúng ta không có nghiên cứu mà để nhìn sâu vào đó. Mà các vị đa số là các vị chỉ đưa tin lên thôi, đưa tin là để mà thu hút cho người xem thôi đó, rồi để hết để khi này để mà nói thêm cái đoạn này đó. Rồi khi ăn thì nói ra thì khẩu vị là ăn gì thì mình cũng không có nói cũng quan trọng cho lắm, nhưng có người nhiều khi ta ăn 70-80 chiên chè, mấy chục chiên chè đó, mình ăn chỉ một hai ba chiên gì là mình thôi nó. Nhưng mà bé có thể ăn chuối, đồng ý ăn chuối, nhưng mà có khẳng định là chiên luôn ăn chuối không, không ăn gì khác hơn chỉ là ăn chuối, cơm với chuối vỗ nước chuối không à đó. Còn dụ như bé ăn chuối thì bé thích ăn chuối thì ăn chuối hoài, diễn nó bình thường thôi, nó cần gì. Nhưng mà vấn đề là muốn nói rằng hợp là bé làm ăn chay là ăn chỉ chuối không ăn gì khác hơn đó, bây giờ dám khẳng định không, là một giấy. Rồi cái giấy thứ ra là tiếp nữa đó, như chẳng hạn như bé rồi nói là tự nhiên bé trong đầu ở biết à. Tự nhiên trong đầu ở biết à, đây là hợp là mẹ cũng nói luôn, mẹ cũng nói là bé tự trong đầu mẹ biết nữa khi chạy lên kinh. Mà khi hiện nay là mình cũng vừa có xem qua cái đoạn mà ở trên pháp thoại đó, trên chùa trên đó, quý vị có xem nghe kỹ không, mẹ có nhắc lớp không, bé nói mẹ có nhắc lớp không, mẹ nhắc cái đó. Nếu học mà nhắc mà tại vì nhắc còn hơi hơi dở, nhắc để cái mi nó rút vô chứ còn nghe, chứ còn học mình không mi không rút vô sao nghe, cái này mình sao mình biết hả? Rõ ràng cái đây là học cái dàn dựng của người mẹ đó, và muốn làm lên làm học cái chương trình học là nổi bật lên. Mà nói về Phú thì muốn chủ yếu là lấy kinh Độc Lạ thôi đó. Bởi vì hiện tại bây giờ trong cái lương tâm của Phú nè, nó biết hết trơn đó, ai mà nữ học giờ là hỏi Phú lại cái trừ đi chi tiết đi ha, còn thì Phú nó biết đó. Nhưng mà Phú nó tại vì nghề nghiệp mà đó, thì nó phải nói ở nó này kia vậy vậy lạ lạ vậy đó, đứa bé vậy vậy chứ giờ không lẽ giờ nó kể là hết nha. Khẳng định là này là mình biết, là khẳng định là Phú Độc Lập Bình Dương nó biết hết, nhưng mình không nói, nó để vậy là để cái chương trình nó lên, nó nổi bật cái chương trình nó lên thôi, ngoài ra là nó biết hết là bé này sao sao hết đó. Nhưng mà vấn đề là bé đằng này là thừa nhận là thông minh, sáng suốt, ngoan, dễ nghe, dễ học tiếp thu. Điều kiện đó thì các cộng đồng mạng thì không ai phản đối cho. Nhưng mà bé bé Tiền Lam
quá xem thường, quá xem thường trên cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng ngày nay người ta là đề là trí thức, không thể là văn minh và khoa học, chứ không phải là nghe ngu đó, mà em ấy từng làm đã tưởng lầm đó. Còn ở đây mình nói thêm nữa về cái phần chư thầy, hoàng đó thì mình nói phần này chư thầy, chư thầy á thì chỉ nghe cái thông tin đó, rồi điện xuống để mà xuống không biết nhà không biết ở, rồi xuống để mà mời mẹ con bé Đường Lam lên, không có nghe lễ kiểm chứng là bé là người thế nào đưa lên đó, để lên là tung hô là một vị, là coi như là một vị Bồ Tát vậy đó, hay là một vị Phật vậy đó, hàng ngàn Phật tử dưới ngồi dưới không mà tung hô mà vỗ tay, mà chính chư thầy đó đã bị dắt mũi mà còn phải bị Phật tử phải bị dắt mũi theo nữa, thì thầy kêu vỗ tay này kia nữa, ủng hộ này kia nữa. Đó. Nhưng mà cái chùa này thật ra là mình cũng đã biết cái chùa này trước đây trên dưới 10 năm rồi. Nó lập ra cái chương trình cái gọi là Phật Pháp Nhiệm Màu á. Quý vị đã coi đó. Phật Pháp Nhiệm Màu nó đầy đều quyển hoặc mê tín. Nhưng mà thời gian gần đây hình như nó không còn phát nữa. Lý do là sao vậy? Đó. Cho nên là ở đây cái chùa này nó chủ yếu là lấy những thông tin giống như là độc lạ vậy đó, những gì quyền bí đó. Ha, quyển hoặc ha, đem về chùa để mà thu hút dẫn dụ những Phật tử đó, lại tới nghe về đồng thời là nói là Phật Pháp là một đứa trẻ như vậy đó, có ngày nay vậy vậy đó, và đưa lên vậy vậy đó, đặng mà hợp là trở về chùa thu hút hay là để ủng hộ cho Phật Pháp nữa đó. Với mục đích là gì? Chứ thầy nhiều khi thầy biết nữa nhưng thầy không nói đó. Thầy vẫn đưa lên cái mô hình là vẫn là một người là bỗng nhiên là một người là biết ăn chay, muốn tự nhiên là bị đọc kinh vậy đó. À, biết đọc chú vậy đó. Vẫn biết nhưng mà vẫn để đưa lên. Nhưng mà hiện nay nó với mục đích là gì? Quý vị cũng thường hiểu rồi đó. Bây giờ cái tiền mà nổ mà xây cất cái xung quanh chùa, xây cất cái chỗ mà kêu để chứa mà 1-2 ngàn người đó. Tiền ở đâu ra? Mấy tiền bạc tiền đâu ra? Chẳng hạn về ví dụ đi, là trong đó nó 2 tỷ đi, là Phật tử ủng hộ. Chứ thầy làm gì có tiền là cho Phật tử ủng hộ sẽ xây. Nhưng mà quý thầy có dám khẳng định rằng, tất cả mọi người dám khẳng định rằng Phật tử làm đưa cúng dường như 2 tỷ mà quý thầy có làm hết 2 tỷ đó không? Đó. Và lương tâm của các thầy tử, các thầy hiểu và tự là Phật tử để tự hiểu đi, có làm đủ hết 2 tỷ đó không? Đó. Cho nên là ở đây ha, Văn Hợp này mình nói ra một cái chuyện tại một đứa trẻ nó một câu nha, giờ nó hô là những người tại sao có một cái trí nhìn sao ghét đứa bé, cạnh tranh đứa bé á, đứa bé bằng gì ghét? Một đứa trẻ ngây ngu khờ dại người ta còn thương kìa, huống chi một đứa bé được thông minh sáng suốt, người ta phải tôn và phải mến nữa. Nhưng mà cái mến của nó là một đứa trẻ thông minh trí tuệ, chứ đâu phải đứa bé là thần thánh. Bỗng nhiên là tự nhiên nhớ trong đầu hiện ra, không học như nào tự nhiên hiện trong đầu ra. Có gì kiểm chứng chưa? Đó, rồi đưa lên là vậy. Đó, rồi họ cho là tất cả là những người cộng đồng này là hết người ngu dốt hết. Các chị là muốn vẽ bùa là mẹ Trần Lam, nói chung là mẹ Trần Lam rất là một hay. Đó, vẽ một lá bùa rất là cực kỳ. Đó. Mỗi người là đều mang đeo vô, đeo vô hết. Cho nên là ở đây tôi muốn nói chúng ta cần nên phải có chánh kiến đó, bằng cái trí tuệ hiện tại trong cái thời buổi văn minh và khoa học đó. Không muốn đem ăn đều quyển hoặc. Còn các trang mạng nó bây giờ là được cái nhà này kia rồi nó thôi cũng tốt này kia, ủa cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, không ai nói. Nhưng mà hợp tại vì đưa lên một cái vị trí là một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị làm là xuất thế là người đó, một vị là cao nhân, nó không học mà thông đó, không học mà thông đó. Mình thấy không, thấy bây giờ chương trình khi nói chuyện Duyên Phú á, bé mà bị la đó là bắt đầu là bé nó bị mà nạt, bị mẹ nạt đó là thấy bị nạt rồi bé buồn bớt xuống không đó. Còn những cái gương mặt mà trường hợp mà nói bé mà nói những gì mà không vừa ý đó, mẹ mặt mẹ nó làm sao, các chị dùm thấy rồi. Khi hiện tại lên ngay trên cái diễn đàn đó, tại chùa là trên cái pháp thoại đó, mẹ bé nhắc rõ ràng, có nhắc không? Có dạy, có nói không?
mà không chịu nghe, không nhìn nhận, họ tự bé là tự đứa bé trả lời, tự bé là hỏi là tự bé trả lời, hỏi gì bé trả lời, để ý bán ngoài ra không có ai mà một người nào mà để mà nhắc vô. Nhưng mà quan trọng nhất là trên tinh thần Phật pháp, nhưng mà quan trọng là để mà lo hút chiếc cúp nha, là Phật tử nghe theo đó. Các sư thầy người ta chẳng là một người thì là tu lâu năm này kia, ta còn nhận xét được là một vị là có gọi là vị cao nhân, có vị là mà còn mà cũng chinh mình. Nhưng mà thật ra xin nói một câu nha, các vị đừng nghĩ các vị là một người là tu rồi các vị cái gì cũng biết đó ha. Rồi những người ta tu không biết tu là gì, tu là sửa, mà sửa những gì, những thân khẩu ý. Cái người đời người ta không có tham lam trộm cắp là người ta đã tu rồi. Người đời ta không nói chuyện thị phi, cái gì ta có nó cái nấy, nó một có hai có nó hai, có nào nó nấy là ta tu rồi. Ta có những là thương người mến vật, chẳng hạn như là có người ta giúp đỡ người là khó khăn lỡ đường này đó, cách người ta giúp ta cũng tu rồi, phải không? Phát là mình một bộ đồ là để tỏ vẻ là mình người tu, rồi mình nói cái gì cũng đúng rồi đó. Ở đây tôi xin nhấn mạnh vấn đề nữa là các vị đừng 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 nhầm là tất cả trên trong cộng đồng mạng là trên xã hội này là một người ngu dốt, nhưng mà một ngày nào đó cái việc này sẽ là nghiêm trọng thì cơ quan chức năng sẽ đến đó và để xem xét lại, chẳng hạn như bây giờ là để kiểm chứng lại bé là người như thế nào, lúc đó là làm mới khó khăn cho bé đó. Không, đương nhiên ở nhà là chức năng người ta lại ta mới là xét hỏi bé là như thế nào thế nào, lúc đó là không có mẹ bé ngồi kế bé rồi, lúc đó giờ bé hỏi như vậy đó, lúc đó là mới mới khổ cho bé đó. À, tại vì cái thân tin thất thiệt làm cho hoang mang dư luận đó, làm cho hoang mang trong cái xã hội đó, thì cho nên là nhà chức năng người ta đôi khi người ta cũng khi mà chưa có cái lúc nghiêm trọng hay là nghiêm trọng là nhà chức năng người ta đến, người ta phải trải nghiệm và người ta phải coi xem xét có bé là thật sự là người gì không, phải 4 tuổi không đó, giờ khi bé được học ở đâu và làm hiểu biết như thế nào đó, qua những lời mẹ nhắc là chuyên môn đó. Thì nội dung ở đây thì chúng ta cần nên, nếu trường hợp thật sự cái nhân toàn thiện quả mới toàn thiện, cái nhân của mẹ bé Trường Lam không toàn thiện cho nên gặp cái quả là không toàn thiện, do các kinh đó, các những Phật tử các nơi, những người trí thức ta đưa lên án một cách rất nặng nề đó. Cho nên là bé này phải là mẹ bé cho nên hôm nay hãy nên thức tỉnh, mẹ bé Trường Lam thức tỉnh mà để nhìn nhận lại một cái sự thật, đừng nên đi quá cao mà ngập là trèo cao mà thấy nặng. Còn ở đây trở về tôi nói về cậu sư thầy đó, thầy là người tu, điều kiện để dẫn dắt người tu để học tức, nhưng mà các vị đã đi đến một cái đường quá không quá uy bi quan, các vị đã tự tin là các vị, còn bắt buộc Phật tử đó loan tin là mời lại là kêu Phật tử kêu lại Phật tử như này đang người ta tu lâu năm gọi là trẻ có già có đâu phải không, mà không có người mà già người ta bất động, người khi ta không vỗ tay các chị cũng kêu vỗ tay nữa đó, là thấy vậy sao đó. Bây giờ tôi trả lại một câu chuyện, tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện sự thật là tôi đã chứng kiến khi tôi ra xem một cái chương trình một cái chợ đó gọi là Sơn Đông Mãi Võ. Thì Sơn Đông Mãi Võ quý vị đã biết là Sơn Đông thì nó đưa ra những chương trình siết ảo thuật này nọ gọi để thu hút cho người xem, và cuối cùng á là sau cùng nó pha vô là nó giới thiệu thuốc đó, gọi là quảng cáo thuốc đặng mà có ai thích thì mua và điều trị. Thì nó đưa ra một cái con hà bá, chính là bản thân tôi đã thấy. Thôi bây giờ quý vị nghe xong rồi là này hết cái đoạn này rồi, tôi sẽ bắt con hà bá ra cho quý vị xem. Quý vị nào hồi trước giờ có thấy con hà bá chưa? Đâu có ai biết con hà bá nó ra làm sao. Để nó bắt con hà bá, nhưng mà tại vì lòng hiếu kỳ, ai cũng ngóng chờ đợi để mà để nó bắt cái con hà bá ra. Đó thì bắt đầu là nó quảng cáo thuốc kia đàng hoàng, rồi cái nó chuẩn bị bắt cái thò tay trong cái thùng trong hộp á, nó bắt con hà bá ra.
mới vào tay vô thì mấy đứa nhỏ này kia ai cũng chầm 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 vô, chen vô chầm chầm vô coi cái. Thôi thôi, ngồi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, để từ 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 chú bắt cho mà coi nha. Nghe, ngồi xuống đây bắt đầu nó chấp 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 kêu ngồi xuống, nó không bắt ra. Rồi nó nói chuyện tam thiên trong mạng một hồi, cái đầu cái chiếc cái đầu cái để hồi nó bắt con Hà Bái ra nữa. Đó, mà ai cũng trông chờ nó bắt con Hà Bái ra đặng mà xem. Đó, cuối cùng bắt đầu cái nó chiếc rồi cái ảo thực, xong rồi nó giới thiệu quảng cáo thuốc. Đó, thuốc xong, xong rồi để nó bắt con Hà Bái ra nữa. Đó, mà tới trưa luôn, tới 11, 12 giờ luôn mà chưa có bắt cái con Hà Bái ra, mà nó hồi nó bắt 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 ra mà nó không có bắt. Đó, rồi cuối cùng cái nào cái hơi tan chợ còn mấy người nữa thôi bà con ơi, bữa nay vạc này cũng không còn mấy người, giờ miễn mà tôi bắt con Hà Bá ra thì không có mấy người xem, để là ngày mai đi. Đó, rồi vậy là tụi làm chúng con sẽ bắt con Hà Bá ra cho quý vị xem con Hà Bá. Đó, mà tới tàn tiệc luôn, tới trưa luôn không bắt con Hà Bá ra. Đó, mà chủ yếu là gì, cái chủ yếu là tụi hút, nó nói để ngập mình để nó đông, nó đặng nghe nó quảng cáo thuốc. Đó, chứ phải không lại quảng cáo thuốc không rồi ai đâu mà coi. Đó, ai mà coi, chủ yếu là nó bán thuốc, nhưng mà cái phụ của nó là lão thực siết đằng kia đặng thu hút những người lại xem giờ hợp đặng nghe nó quảng cáo nó thuốc đặng mà mình nói thôi. Thật ra là nó giống như vậy, còn cái này cũng giống vậy đó, cái giống vậy á, nội dung giống vậy đó, mời một cái nhân vật chính đó, phô trương lên, đưa nó cao trào lên đó, để mà thu hút về các Phật tử trở về đó, Phật tử trở về đặng mà đưa ra chương trình Phật giáo có trẻ này như vậy đó, rồi hoặc hai là hợp ngày nay vậy đó rồi về đông thì không có chỗ ngồi, chỗ ngồi thì bắt đầu làm mua đất kế bên hàng kia trên và xây cất lên, và tiền ấm rồng đạo tính là Phật tử ủng hộ vô đó, ủng hộ 5 tỷ, quý vị có làm hết 5 tỷ không, dám khẳng định hết 5 tỷ không? À, thì nội dung nó đã biết gì ấy, là cũng nội dung này thì trước hết là xin một lời xin lỗi với ông bà cha mẹ bé Trường Lam, không ai ghét bỏ gì bé Trường Lam đó, nghe kỹ cho kỹ nha, nghe cho kỹ chứ không phải mà ghét bỏ, nhưng mà vấn đề là người đứng sau, người vẽ bùa lên đó, mượn cái danh của cái sự thông minh đó của bé mà vẽ bùa lên cho tất cả cộng đồng mạng đeo, thì dường như cứ hãy nên xem lại cái nhân này nó không có toàn thiện, là cái quả này nó sẽ đến một ngày nào đó, chức năng sẽ đem đi đến tìm hiểu xác minh lại, thì lúc đó mới sanh ra sự việc đó, sự việc là bé là người thế nào đó, đó. Thôi vậy là trước hết thì mình cũng xin gửi là chào tất cả trên đồng mạng trong nước và ngoài nước một lời chào sức khỏe, trí tuệ. Và cũng không quên cảm ơn kinh Người Dân 24 giờ của Lý, đưa tin này lên cho mọi người cùng nghe. Thì bên cạnh đó có những gì mà không vừa ý, quý vị có thể là bình luận trực tiếp, rồi mình sẽ có cái trả lời cho nó thỏa mãn. Xin gửi là chào trân trọng ạ.